chưa? Không biết. Trời đất ơi, sao mà ông đi chậm chạp quá. Đi mà nhanh nhanh lên coi ông Lý. Cái gì mà chậm quá vậy trời? Thiệt tình à. Lẹ lên coi ông Lý. Đó, mệt ghê không? Hai đứa cùng tuổi đó mà tôi trẻ măng à. Còn ổng như ông già đi âm phủ vậy à. Hai đứa học chung một lớp, chung một làng, chung một thầy, chung một ngày sanh, chung một năm sanh. Chỉ có khác nhau ở cái chỗ là chiều cao. Thấy ghét không? Tới huyện đường rồi sao vắng que như cây tre vậy cha? Sao lạnh tanh như cây chanh vậy? Ôi trời ơi. Ủa cái này cái huyện đường hay cái chùa vậy ông? Không biết. Sao tự nhiên có hai ông thần giữ của ở đây vậy? Quay! Quay! Trời, hai bức tượng dễ thương ghê ha. Nó biết nhột. Ý trời, không phải tượng người. Làm gì ông sờm vậy? Đi đâu đây? Dạ, ông Lý. Nói ông Lý. Dạ, tụi em đi kiện. Kiện hả? Kiện gì? Dạ, em bị mất của. Em đi kiện. Bữa nay quan bận lắm, không có rảnh. Không có rảnh. Dạ, dạ anh. Anh có thể nói giùm với quan xử kiện giùm em không ạ? Bữa nay quan bận lắm, quan không có rảnh. Mai đi. Mai được không? Mai đi. Nói giùm bữa nay. Tôi nhắc lại là quan bận lắm, quan không có rảnh nha. Quan không có rảnh mà ông này rảnh. Bữa nay quan bận lắm, quan không có rảnh nha. Là gì ạ? Là quan không có rảnh. Hiểu. Thôi, ở công đường đừng có làm ba cái đại chuyện này. Ờ, cảm ơn. Vậy mới vậy mà không phải vậy. Thôi, ở chỗ xử án đừng có làm mấy cái chuyện này. Thôi mà, ta nói thôi. Cảm ơn. Vậy ông nội lấy lại một con đi. Ờ, nội, vậy cho nó lẹ quá. Dễ thương rồi, rồi sao ông nói với quan à. Dạ. Trời anh này nó hay ghê. Em làm không có kỳ luôn. Em làm hoài mà nó không có kỳ luôn. Ê là gì? Em không có khả năng chóc chó. Tiền á ba. Sống á. Nói nghe nè. Dạ, em nghe chữ tiền rồi. Dạ. Nói nghe nè. Sống á là phải biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Thấy không? Mình trước có rồi mà sau chưa có. Dạ đợi chút xíu cái sau có liền. Lý rảnh không? Qua đây chơi. Qua đây chơi, nói nghe nè. Vậy Đứng đây. Đo chịu cao như nó. À đó, đổi chỗ, chỗ đó tốt lắm. Gì đây? Cái này tôi làm không có được. Tiền đó cha. Biết rồi. Ông chùm sò đưa chứ tôi đưa rồi mà. Thì đưa đi, ghi sổ đi, mai mốt tôi tính ra cho. Mệt ghê à. Ghi bạn 5 bè cuốn sổ rồi, ghi 5 cuốn sổ rồi. Thì chừng nào 10 cuốn tôi trả cho. Bạn bè mà tính quá cái ông. Ừ. Đưa đi. Này có uy tín lắm, nó tin trùm mà. Ờ à. Ở đi. Dạ, anh giúp giùm nha. Rồi xong chưa? Dạ. Rồi về đi, bữa khác gặp. Ủa là sao? Dạ thôi, hai anh lính nói giùm về cho quan xử giùm em. Dạ. Rồi. Dạ, giờ em ra ngoài kia em chờ. Rồi. Dạ, đi ra ngồi chờ nè. Đi. Chờ hả? Chờ. Trời đất ơi, sao giống đi ăn mày quá cha ơi, đi. Thầy Lý, mời thầy Lý vô. Thầy đây. Thầy đây tới. Nè, trời ơi, bữa nào đi làm việc mà thấy hai cái hình nền này sao đuối quá trời đuối trời. Cứ cảnh cũ người xưa không vậy hả? Ủa, mà sao bây giờ là mặt trời đã lên cao mà chưa thấy quan tới làm việc vậy cả? Mà, ý, mới nhắc là quan tới rồi. Dạ,
em rước quan à. Dạ em rước quan à. Dạ em rước quan. Dạ quan. Tới rồi. Hả? Ủa quan đi, hôm nay sao quan đi cửa bên đây vậy quan? Ông quên là quan chuyên môn đi lòn mà. Em không biết, em quên. Anh đứng, em đứng mà anh đón Phong Long không vậy à? Ăn nói cái gì kỳ cục vậy? Phong Long là sao? Quan chức mà nói chuyện không có giữ lời gì hết trơn trời. Dạ. Muốn nói gì nói à? Dạ. Đốt Phong Long ta hả? Dạ không có. Dạ em xin rút kinh nghiệm mà. Rút kinh nghiệm rút hoài cũng vậy hả? Dạ. Vô dạ. Làm việc đi. Dạ cảm ơn quan ạ. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ. Coi như uống là uống ngập mặt ngập mỏ rồi đó. Nhưng mà ăn chưa ăn gì hết. Chưa ăn phải không? Dạ. Được rồi, tan trầu đi rồi về nhà vợ nấu cho ăn. Dạ, ủa như không vậy? Sao? Dạ. Hôm rày có cái vụ kiện nào mà coi được hay không? Tình dạ. Hình sao rồi? Dạ bẩm quan à, nhờ quan ăn ở hiền lành quá cho nên là cái huyện mình ai cũng làm ăn khấm khá mà yên ổn bình an vô cùng à. Nhờ ta ăn ở hiền lành. Dạ. Dân bình an. Dạ. Mình lấy gì sống? Dạ. Cái huyện mà dân bình an mình lấy cái gì sống? Dạ. Ông cái bổn phận của ông đốc xúi cho dân nó kiện nhau. Dạ. Dân nó kiện nhau mình có chuyện mình làm mình sống chứ. Dạ bẩm quan. Dạ có một câu chuyện mà nó nhỏ xíu con cuốn chiếu vậy đó. Em không muốn bẩm tấu quan đi nhọc ốc của quan à. Nhỏ xíu phải không? Nhỏ xíu à. Nói ta nghe coi có. Dạ. Sao? Nói nghe có nào mà không? Nói nghe coi. Dạ có. Dạ chùm sò. Chùm sò. Chùm sò mất trộm và bắt quả tang tại nhà thị hến. Chùm sò là nguyên đơn à? Dạ nguyên đơn à. Có giàu không? Dạ không biết giàu không mà nó vừa vô nhà ổng là coi giờ mặt mình vàng khè vậy hả? Vàng đầy nhà. Vàng sáng mặt mày hết trơn trời. Đấy là chuyện lớn cho nhỏ sao được. Chùm sò nguyên đơn mà giàu. Dạ. Được rồi. Chuyện này để cho ta làm. Dạ. Thầy coi tôi làm việc. Dạ. Thấy không? Tôi xoay trở thế nào để tôi biến nguyên nó trở thành bị cao. Dạ. Đó là nghề của tôi mà hiểu. Dạ. Chưa? Được rồi. Dạ. Cho mời tất cả vào đây đi. Cho đòi chùm sò vào hầu quan. Rồi. Con là trùm sò. Dạ con xin chào quan. Dạ chào thầy đề. Con Lý Trưởng làng Cồn Hến. Chào quan, chào thầy đề. Lý Trưởng đây hả? Dạ. Mai mốt đi hầu quan uống nước chanh vô nhiều một chút nha. Nói chuyện cái giọng không có nghe cái gì hết nè. Là cái gì? Dạ bẩm quan, khang bẩm sinh. Dạ bẩm quan, em nghĩ rằng cái ông này đó uống một ly nước chanh là không thấm thía gì đâu à. Uống cả giường chanh chưa chắc đã giọng ông đã tao thanh, đã có thanh tao à. Ăn nói phải giữ lời. Dạ. Quan chức. Dạ ha. Dạ. Trùm sò đây phải không? Dạ. Giàu lắm phải không? Dạ không biết giàu không, nghe hàng xóm đồn nhà có mấy rổ hột xoàn. Dạ. Vậy tốt rồi. Đi kiện phải không? Dạ. Đi kiện thì có cái gì đi kiện không? Dạ dạ Lý Trưởng có chút lễ vật dựng lên quan. Lễ vật à? Dạ. Hối lộ quan trên à? Dạ không có, này là tâm lòng. Tâm lòng cái gì? Dạ. Tôi quan thường mà nói như vậy mà nghe được à? Dạ. Tôi chấm mọi cái sự này. Dạ. Lần thứ nhất tôi tha cho. Dạ. Lần sau. Dạ cứ thế mà làm thôi. Hả? Câu này quan nghe rõ nhất nè. Dạ. Bây giờ có gì? Dạ trà mứt bánh kẹo hoa quả trái cây. Nhiều đó thôi hả? Dạ còn nữa. Dạ gì? Dạ muối gạo với nhang đèn. Dạ. Cúng ai? Dạ cúng cô hồn. Dạ quan, ông nói mình là cô hồn cất đạn á. Ông nói là rằm tháng 7 xả trại mình là cô hồn. Ông chửi mình cô hồn đó quan ơi. Nói hồi nào? Dạ ông nói mình cô hồn hồi nào? Ông chỉ nói là ông cúng cô hồn cất đạn rồi ông tự nhận mình là cô hồn mà rồi còn kéo theo tôi trọng nữa. Dạ. Quan chức là ăn nói phải giữ lời chứ. Dạ em rút kinh nghiệm ạ. Dạ có nhiêu đó thôi à? Dạ còn mấy cái đồng tròn tròn trong mấy cái bao mềm mềm. Dạ dạ còn cái gối vuông vuông nữa. Vuông vuông nữa. Dạ.
Tại sao mình lại khi dễ quan như vậy? Đem lễ vật hầu quan mà rồi đem cái vuông vuông ra nữa. Được rồi, mày đem về cho bà. Dạ. Đi đâu hả? Dạ đem về cho bà. Cửa sao? Ờ quên. Được rồi, đứng đó đi. Rồi ta coi lại mọi việc rồi ta xét xử. Dạ đội ơn quan. Đội ơn quan. Đi qua đây. Trời ơi, trời ơi, giống như chăm chăm con vậy trời. Cho đòi Thị Hân. Cho đòi Thị Hân. Sao cái bàn này đi đâu vậy không biết nữa. Sao đứng cây bên mà thấy không nhắc nhở? Dạ. Ông hôm qua sau lưng con phải nhắc nhở tôi chứ. Dạ em, dạ bẩm quan, em đang làm việc bà nhà bác tràn qua bác tràn lại. Em đi hút lúc nào em không biết gì luôn. Dạ. Vô tội quá ha. Dạ. Dạ. Em xin kính chào quan quyền. Em chào tôi đây. Thông báo bên này không có háo sắc. Chịu gì nổi trời. Thị Hến này phải không? Dạ. Thị Hến có nhận lời khai trong đơn này có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã Đại Giang chứng đàn trùm sò bị bắt trộm, mà tên trộm đó là một thằng đuôi á, nó vừa trốn mất khi hồn lại còn phóng hỏa đốt đêm thành, mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh. Dạ bẩm quan, bây giờ em mới biết được chuyện bắt trộm ở nhà của ông trộm. Em chỉ thấy họ ập đến nhà em vu oan rằng em cứu đồ ăn trộm mà, rồi họ hùng hổ muốn bắt em á. Vậy là lý trưởng này nó muốn kiếm chuyện phao du cho phụ nữ đã đẹp mà lại hiền. Chắc chắn nó sẽ phải vô tù, đã mất chức mà còn bị đóng trần. Nói ông kìa. Trời đất ơi, nói ông mà không tỉnh bơ chứ cây cơ. Trời ơi, nói ông kìa. Hả? Tức vậy đi, nãy giờ luận tội ông không chịu đi qua năn nỉ đi. Dạ. Rồi sao tôi giao mạng cho cái ông này vậy trời. Dạ bẩm quan, dạ lên đây kiện vụ trùm sò mất đồ mà Thị Hến là chứa đồ gian ở trong nhà. Dạ quan soi xét. Dạ. Được rồi, xét phải không? Dạ. Mày ý quan chức mày ăn hiếp người ta phải không? Đánh 30 heo cho nó biết tội nó đi. Dạ quan, dạ quan, dạ quan. Dạ bẩm quan, xin quan hãy dừng roi ạ. Sao dừng roi? Dạ bẩm quan, đây là người nhà của quan phủ gửi à, hàng ký gửi à. Bức tâm thơ buổi đêm mưa gió bão bùng quan nhớ hay không? Chuyện ngày xưa ấy, đó là coi như là gửi gắm là khi ông này chờ nào chết mới lấy lý trưởng lại thôi. Bây giờ cứ ông làm hoài thôi à. Vậy mới là tốt đó. Dạ. Nhắc nhở cho quan vậy là hay đó. Dạ. Người phải không? Dạ. Được rồi, để cho ông nằm yên rồi tính ha. Dạ. Thị Hến. Dạ. Có nhận đồ mất trộm ở trong nhà của trùm sò là của Thị Hến là của trùm sò hay không? Dạ bẩm quan, quan ước cho con lắm quan ơi. Khai đi. Dạ. Quan dạ, kia quan. Chở cho. Dạ. Và bẩm quan kể từ lúc giữa đường gai gắt, em lo thủ tiết đến nay thân cô đơn vì tìm cách xin nhai. Những quán nước qua ngày qua bán, bẩm quan rừng
mộng trùm lý pháp sư ba mạng với cốt đồng ô ác ấp giao nhà. Họ nói rằng mất trộm tối hôm qua, em qua sự chia lời cùng đào tắc ắc 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 ắc. Sao vậy? Em sạc. Sạc mà tưởng giỡn mặt. Dạ bẩm quan, em khai tiếp. Nói tiếp đi. Quyền quan ơi, thần gái giá chồng phòng không chiếc bóng, sớm tối quạnh hiu chẳng có ai bầu bàn. Tiếp đi. Em thao thức từng đêm lê sầu khắc khoải, nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng, tuổi phận cô đơn không người đối tượng, bị du quan chưa chấp đồ gian bởi người ám hại, em phải biết tính làm sao nhờ quan đói thương tình. Em đang yên ổn làm ăn mong tai nạn tình lình, quan nghĩ quay số bạc lớn lúc bác mê ẩm tiến dài đâu ra một thân quá mùa phòng trong. Thầy lý liền nổi giống gió đùng đùng, nếu không nạp thì phải dài lên quan lập tức. Em năn nỉ thế nào cũng không được, nhờ ơn trên mình sẽ cho em về. Trời chơi với quan sẽ sắp xếp cho quan quan cha này là quan ăn hiếp ra đó quan đánh trả đi quan mày này lấy này chọi vô trong mặt trả quan chọi vô mặt mày à. Ai cho mày ngồi đây, từ nãy giờ tao tưởng bạn tao không à. Thầy làm ăn cái gì kỳ cục vậy thầy đây? Em đang làm việc bác xỉu, em đỡ lúc nào em không biết luôn nha. Thầy lúc nào cũng vô tội hết đó. Cái gì tôi hở thầy chớp, tôi hở thầy chớp vậy hả? Được rồi, thì hên người ta xét xử cho. Dạ. Đúng là ủy quan chức là hà hiếp dân đen. Nhưng mà người của quan phủ đúng không? Dạ đúng ạ. Đem ông về đi để ta xử trùm sò. Cẩn thận nha, hàng dễ vỡ. Ông ơi, làm ơn đi giùm con. Con không vỡ cái con không biết làm sao ông ơi. Trời ơi, làm lít lệ chi cho khổ vậy trời. Già mà cao quá cũng mệt mỏi ghê trời. Ôi, sao tự nhiên tôi giao mạng cho ông này vậy trời ơi. Dạ ông tôi mang vậy, dạ con về. Dạ con thầy đề con về. Dạ dạ. Đứng ra. Về đâu? Dạ cho con về đi, bỗng nhiên con nhớ mẹ quá. Nhớ mẹ? Nhớ nhà quá. Kiện cáo người ta đã rồi, giờ vô tới công đường là nhớ mẹ hả? Vào đâu? Thầy, thấy gì cái tướng là thấy ghét rồi đúng không? Đúng rồi. Quất nó đi. Quỳ xuống. Dạ quỳ rồi, quỳ nãy giờ rồi đó. Thứ gì quỳ hay đứng cũng không biết nữa. Trùm sò đó ha. Dạ. Nhà hút sò đầy phải không? Dạ, hàng xóm đồn. Giàu lắm mới bị mất trộm ha. Đồ đạc đây là của trùm sò phải không? Dạ, con bị mất con bắt quả tang trong nhà thị hến. Dạ. Đồ đạc nhiều quá ha. Dạ. Lệ bác, lệ bác, đem về cho bà. À, cái này của con mà, cái này của con mà. Quan ơi, cái này của con. Không, không, cái này của tôi. Không, không buồn, không buồn. Cái này không buồn, không buồn. Cái kì á. Mày chơi xiếc giữa công đường. Đồ đạc ở nhà mày là của mày, đến cửa quan là của quan, hiểu chưa? Sao bất công quá vậy? Bất công hả? Được rồi, để coi bất công hay không cho biết. Lễ cửu. Dạ. Đánh 50 hèo cho nó biết tội. Đánh nó. Dạ, quan ơi, quan mày ơi. Ý mày là phú hộ. Mày ý mày có tiền nhiều rồi mày bức hiếp người ta. Mày bắt thị hên là làm vợ bé không được rồi mày đi thưa đi kiếm người ta phải không? Ủa con chưa có vợ lớn mà làm vợ bé gì quan? Tao là quan, tao bắt mày có vợ bé trước rồi có vợ lớn sau. Gì kỳ vậy? Quan nói cái gì cũng đúng hết, hiểu chưa? Quan ơi, quan ấy giờ anh qua đây đứng anh.
cãi cãi quan quan ước cho con đó quá. Dạ. Dạ bầm quá. Trời ơi trời. Ghê không? Sao bả làm được tôi làm thấy gớm vậy trời. Làm lại. Dạ bầm quá. Trời ơi. Được rồi, cái đó để chút nữa Lệ Cửu nó tính mày. Ông Trùm ơi, miễn cưỡng không được đâu, tùy giới tính à. Dạ bẩm quan, tối hôm qua con mất trộm, dạ cái hôm nay con bắt được đồ ăn trộm ở nhà của thị hến đó quan. Dạ bắt ăn trộm nhà thị hến à? Dạ đúng như vậy phải không? Dạ ta đã nói rồi mà, mày phao du người ta rồi không được, bây giờ mày kiện cáo người ta, mày đổ thừa là đồ của mày trong nhà của thị hến, ý giao ăn hiếp người ta phải không? Dạ không có quan, giờ quan ức quá trời rồi quan ơi, con tức quá. Dạ. Sao bà làm được, mình làm không được, tức tối ghê nha. Dạ bầm bẩn. Dạ chịu khó tôi với ông đo chút xíu đi. Ông làm sao được, ông làm giống như cặp giò tôi chứ mấy, khúc trên không ai thấy hết trơn á. Chị ngồi đây đi, chị ngồi đây đi, ngồi đây. Trời ơi. Dạ bầm quá. Xin lỗi, tôi phải xào phơi đồ. Sao không ai cho em dựa dẫm chơi vậy? Bởi vậy, tại nó không có sắt nó vậy á, mệt quá. Có sắt hả? Lệ Cửu. Dạ. Đập cho nó 50 hèo cho nó biết tội của nó đi. Bây giờ sao, có gì cho tôi không? Hả? Lắm phải không? Đánh trong hành sò lụa luôn à. Chút ra ngoài. Chút ra ngoài không? Chút ra ngoài. Rồi rồi rồi, làm bộ lá nha, làm bộ lá. Ai cha đào quá đi nà. Đào vớt hả? Đào vớt chót hả? Mày đánh gió hả? Đánh phong long vậy? Quánh chi? Chết ra. Khỏe không anh? Khỏe không? Khỏe. Tiền không? Không. Biết địa gặp nhiều may mắn. Có tiền không? Không. Ngắt à? Ngắt không? Bính ngắt không? Đánh chết cũng có. Ngắt là chết luôn đó. Không. Nào hôm nay quánh mỏi tay ngắt. Có không? Ngon à? Mệt quá, đánh đại đi, rồi vỗ vỗ mệt quá. Không có, không có phải không? Không. Dạ bẩm quan, con ngắt quá, ông chết ngắt luôn rồi quan ơi. Ngắt quá trời ngắt luôn à. Thầy đề. Dạ. Thầy coi lại cái giới tính của thầy. Dạ. Đàn ông con trai không có ai mà ngắt nhéo ở trên cái trọi. Nhỏ chơi chơi cô dâu chị giờ lớn quen tay ngắt không à. Mệt ghê vậy đó. Trùm sò nó chết rồi phải không? Chết ngắt luôn à. Đánh 50 heo nữa nó sống vậy à? Dạ quan ơi, dạ chưa chết quan ơi. Tưởng mày hồn lìa khỏi xác rồi. Dạ. Chứ dạ bẩm quan, đáng lẽ hồn sò đã lìa khỏi xác để về chầu ngọc đi, nhưng đang đi giữa chừng bỗng nghe tiếng quát nạt của quân thù. Ai? Dạ con hát lộn cho con hát lại. Dạ nghe tiếng quát nạt của quan, hồn sò dối vàng đuôi trở lại. Trở lại làm cái gì? Dạ vì thương xác sò bị đánh quằn quại với 30 roi ác hại đề. Vậy mà chẳng chút xót thương, còn bị người ta hốt bỏ bên. Tay
hòn nó cũng méo. Mấy anh cha ban nhạc này nè, mắc cười ghê à. Ngồi đàn lo đàn lo coi không. Phải chi mà tôi có đôi mày cong, đôi mắt nhung tuyệt vời, tươi thắm đôi môi đào đà đôi má. Coi hoài lo coi đàng hoài hoài à, tập trung đi coi hoài à. Ông nói gì vậy? Ông cướp mó đào rồi hả? Sao ước toàn những cái không bao giờ ông có được cuộc đời vậy trơn vậy? Ủa không có, tôi mới ước chứ có rồi tôi ước chi ông? Trời ơi, cũng giống như ông này, ông làm thầy đề rồi, ông ước làm thầy đề làm gì nữa à? Tôi biết ông ước làm gì á. Ước làm gì? Là ước trong quan quyện ông chết đi ông leo lên đúng không? Thì đó, tức là thấy không? Ước cho điều đó để làm cái gì? Dạ nếu như vậy thì thân sò không có bị bầm dập à, tức quá đi. Tức quá đi. Dạ. Ghi vô. Dạ cái gì? Đang nói đổi giọng khác. 200 quan tiền phạt. Dạ. Đây. Dạ bẩm quan em xin bổ sung à, phạt thêm 200 quan tự lao nhà trong cống đường à. Ủa là nhiêu rồi? 400 đơn sơ. Trời ơi 400, trời ơi 400 dưới nãy 200 là 600 hả? À? Ờ, dạ kia, ờ, nhiêu cũng được, đi nhiêu cũng được, nhiêu bi nhiêu bi à? Trời ơi, tôi mất một hào là tôi bệnh một năm. Trời đất ơi, 600 quan, trời ơi là trời, tôi mất 600 quan sao trời. Tôi chết đi thì hơn, tôi sống làm chi mà tôi bị nghèo, tôi bị nghèo. Tôi sống làm chi mà tôi bị nghèo, tôi bị nghèo. Tôi sống. Dạ. 200 quan tiền phạt hát nhạc ngoài luồng. Ủa làm nhiêu vậy trời? Làm nhiêu vậy? 800. Trời ơi 800 quan, trời ơi đầy đầy 800 quan. Giết tôi chết đi cưng. Giết tôi chết đi. Trời nhiêu đó mà nhầm nhò gì. Nó chơi như rụng mới sợi lông chân của sò thôi mà. Trời ơi em nói gì trời trời. Trời đất ơi, rụng rụng cả chùm mà chứ một sợi cái gì cha. Được rồi. Dạ. Về đi. Bực dễ sợ luôn. Hồi nãy vô tôi phạt 200 thôi, ta nộp đi. Ai sai, ai biểu, ai mượn ca múa nhạc chuyên nghiệp chi cho lên 800. Về lấy tiền nộp phạt đi. Sao về được, ta không về được. Nãy ta vô ta có đôi guốc, bây giờ ta ra ta không có đôi guốc. Ta có về được, ta không có về. Ta đi kiếm đôi guốc, ta không có về đâu. Đứa nào, trời quá đáng anh. Quang, lấy guốc còn. Lỗi Quang. À! Gì bà? Làm gì á? Ta chưa làm gì chứ. À! Quân tử phải phòng hậu. Tôi mà đẹp như bà nãy giờ tôi chặt bà đó bà nội. Bởi vì trời sinh làng đâu có hai người đẹp. Thì bởi. Có người quýu giò. Thầy đề, vui lòng sẽ xem cặp vò. Tôi xin nhấn mạnh, giò tôi có một lát thẹo nhỏ, không tiện cho người khác xem giò được. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi nhắc lại, giò tôi có một lát thẹo nhỏ nhỏ, không tiện cho người khác xem giò được. Như vậy là thầy có gian tình. Tôi nói không quá mặt mệt ghê. Trời ơi. Trời ơi thầy đề. Trời ông mang guốc màu xanh cường không à. Hả, vấn đề giới tính. Xuyến đi đâu, mày xuyến đi đâu hả? Giữa công đường mày tính chèo thuyền mày đi đâu? Trả cuốn lại đây. Quá đáng. Thấy chưa, thấy rõ ràng chưa? Ở công đường á, mà hở là chớp mày thấy ghét không? Bởi vậy nói rồi đừng có kiện tụng gì hết trơn á. Hồi năm ngoái tôi bị rồi, mất có một con mèo đi kiện kia cho bị phạt hai con trâu. Năm nay về đi. Dạ con biết rồi, dạ về chứ, mình phải về chứ. Về chứ. Quang ơi, ông này ông muốn điên rồi Quang ơi. Ta không điên sao được, ta mất 800 quan mà sao không điên. Ta phải điên thôi. Ôi ta điên rồi. Trời ơi, tức quá trời ơi. Bởi vậy mà nó lớn không nổi. Thầy đề. Dạ bẩm quan à.
Bữa nay tan hầu sớm một bữa, thầy về nghỉ đi. Dạ, mình còn rất nhiều việc nên em phải ở lại làm việc ạ. Được rồi, ta cho phép về sớm một bữa đi. Dạ, em xin rút việc ạ. Hai bay. Dạ. Dạ. Tan hầu sớm về nghỉ đi. Dạ thôi để tụi con ở lại hầu quan. Dạ. Khỏi hầu khỏi chầu. Về dạ, đi. Để ở lại hầu quan. Dạ. Tao bảo về đi. Dạ, dạ. Hầu quan. Đi. Dạ. Em còn. Thấy cái bông trên đầu là chịu không nổi rồi. Thì hên nè. Mọi dạ. việc của em tuy chưa tỏ rõ, nhưng đang lui tới hầu quan thì không ai hà hiếp nữa, nghe chưa? Dạ bẩm quan, em một thân một mình quạnh hiu sớm tối, rủi ro tai bay quả gửi, đỡ nâng á không biết cậy nhờ ai. Được quan rồi. Dạ cũng may à. Dạ may nhờ có quan thương tình. Quan thương tình. Được rồi, cứ năng lui tới hầu quan đi. Mọi việc có quan thì không sao hết, hiểu chưa? Dạ. Dạ bẩm quan. Em một thân một mình quạnh hiu sớm tối, cũng may á, may nhờ có quan anh thương à. Đã có quan anh để cầm về, sẵn sàng bên em để mà ra tay. Dạ, cảm ơn quan. Ta nói từ hôm nay, chức phận quan sẽ đi dần. Quan sẽ đi xếp từ đầu trên ra chỗ tới xuống dưới. Sẵn sớm đi quan sẽ đến. Quan nghi em qua trừ rồi gian thiệt hay sao mà quan xét? Không dạ? Phải xét chưa? Phải xét. Ta xét từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào. Xét như vậy để cho ngoài nhìn vào thấy quan đã đến nhà hên xét đàng hoàng, hiểu chưa? Nhất cử lưỡng tiện. Dạ. Đêm nay trà rượu bánh mứt chờ quan đến nghe không? Dạ. Nhớ không? Dạ nhớ. Trà rượu bánh mứt chờ quan. Đeo cái gì mà giữ vậy không biết nữa. Ở đây chút xíu coi. Dạ thôi em sợ.
Sợ cái gì? Dạ em sợ. Sợ cái gì? Em sợ bà. Ui, bà. Cả quyền này đều sợ quan mà em lại đi sợ bà là sao chứ? Quan bẩm quan. Dạ thưa quan, em về tới gần nhà em nhớ chợt em để quên cây viết ạ. Sao ông hiện hồn đúng lúc không vậy? Dạ. Hả? Thầy đề mà quên bút hả? Quên viết. Quên viết hả? Quên cây viết ạ. Đi vô tìm đi. Dạ. Rồi đi về nhanh lên. Dạ dạ. Hên nè, trong cái huyện này ngoài quan ra không có thằng nào đàng hoàng hết. Dạ. Đề phòng nha không? Dạ. Quan về nha. Dạ. Tối nay nha, trà rượu bánh mứt hầu quan. Dạ. Nhớ trà dạ, rượu bánh. Hiện hồn đúng lúc không nữa. Dạ. Mặt tôi hãy để cho được yên, hãy quên tôi đi. Nhạc. Sao con mình tôi nhoai vậy trời? Nhạc. Ta đang giận mà. Em có làm gì đâu mà thầy giận em. Sao không giận được? Tự nhiên được quan rồi quên hẳn đề luôn à? Dạ đâu có, cái đó là quan tự hẹn chứ em đâu có mời đâu. Tới nhà rồi trà rượu bánh mứt rồi trời ơi, thì không có đề tới sao? Cái đó quan ra lệnh cho em chứ em đâu có mời. Nhưng mà có mời thì mời đề không? Dạ cái đó là quan ra lệnh chứ còn với thầy thì... Thì sao? Thì sao? Thì sao? Thầy tới lúc nào cũng được. Tự nhiên cục giận nó tan như mất tiêu vậy à. Thôi vậy tối nay coi như là đề cũng ghé nhà hết luôn nha. Dạ. Để khám điền thổ. Dạ. Dạ bẩm thầy hến về. Hến về nha. Dạ tối nay bánh mứt trà rượu chờ thầy đó. Hến nè. Không sai không về, không sai không về. Em về đi. Khoan đã. Làm cái nữa chứ để tối nhớ dữ lắm à. Không sai không về, không sai không về. Em về đó thầy. Tối gặp lại nha. Dạ. Hết đi mà mình muốn xỉu luôn vậy đó à.